Alo, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Cất Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay thì câu chuyện của Thiền Am bên bờ vũ trụ tiếp tục hé lộ cho chúng ta những điều khá là bất ngờ. Bởi vì cả nhà cũng biết á, là cách đây một vài ngày thì lại có một cái thông tin lan truyền nói rằng là ông Lê Tùng Vân sinh năm 1945 chứ không phải là năm 1932 giống như là nào giờ chúng ta biết. Mặc dù á, cái độ xác thực của cái giấy khai sinh, cái trích lục khai sinh của ông Lê Tùng Vân sinh năm 45 á, là cũng chưa có gì gọi là đảm bảo chắc chắn rằng đó có phải là sự thật hay không. Nhưng mà nó cũng gây ra một cái luồng tranh luận rất là gay gắt, bởi vì theo lập luận của một số người ở bên phía mà ủng hộ hội Dình Tà Am đó, thì họ cho rằng là ông Lê Tùng Vân với cái tạng người như vậy, với cái mức độ mà già của ổng như vậy đó, thì ổng phải sinh năm 32, tức là đã trên 90 tuổi. Còn bên phía những người mà muốn đi tìm sự thật của hội Dình Tà Am đó, thì người ta đặt cái nghi vấn á, là có phải rằng liệu rằng những cái thông tin cho rằng ông Vân sinh năm 1945 á, đó có phải là sự thật hay không. Cho nên á, người ta mong muốn rằng những người trong cuộc phải lên tiếng, nhất là ông Vân hoặc là gia đình của ông Vân. Tuy nhiên á, thì gia đình ông Vân thì nào giờ cũng không có thường xuyên cung cấp những thông tin đó. Nhưng mà con nhang đệ tử của Tà Am đó thì giải thích đông giải thích tây, rất là nhiều những cái lời giải thích. Chẳng hạn như bà Lan Lư Thưa á, bà nói là ông Vân mà sinh năm 45 vậy á, thì nó không phù hợp, bởi vì nếu mà sinh năm 45 á, là ông sẽ rất già, rất là trẻ, ông bảy mấy tuổi, thì một người bảy mấy tuổi không thể nào trong cái hình tướng hình hài của ông Lê Tùng Vân được ha. Thậm chí là bà Lan Lư Thưa còn kêu hãy trưng ra những cái giấy khai sinh, hay truy tìm những giấy khai sinh của ông ba, rồi ông năm, rồi bà sáu gì đó. Rất tào lao đúng không? Bởi vì cái người ta muốn biết là biết năm sinh của ông Lê Tùng Vân chứ có liên quan gì đến vậy ông năm, ông sáu, ông ba gì đây, đúng không? Vậy mà bà không biết, bà hình như bà có vấn đề gì suy nghĩ á, cho nên bà kiểu như là giải thích theo cái kiểu đó để định hướng dư luận nhưng mà định hướng tào lao ha. Thì nói chung là chắc có lẽ là bị những thông tin đó nó rối quá cho nên bà cũng bị bấn loạn đó mà ha, chúng ta cũng thông cảm nè. Lan Lư Thưa bị mấy đứa nhỏ nó dí quá cho nên Lan không biết giải thích làm sao, thành ra là đi giải thích mua xe đạp như thế nào, thành ra là giải thích là đi mua chiếc xe hơi luôn nó đi múc mùa lệ thủy hay cả nhà. Tuy nhiên á, hôm nay thì có một cái sự việc khá là bất ngờ, đó là anh chàng Minh Tú đã chia sẻ một cái thông tin cũng có thể nói là rất là đáng để chúng ta tham khảo. Minh Tú có đăng một cái status nói về Lê Thanh Vân là em thứ năm của sư phụ. Thằng đập đầu xe ôm là cô thứ tư nhận nuôi. Sao bữa lấy mẫu xét nghiệm không xét luôn nó nhỉ? Nhiêu đó đủ hiểu rồi. À, hay hay. Ủa lãng nhách không? Minh Tú nó đâu có dính dáng gì trong câu chuyện mà hội gia đình Tà Am lừa đảo đâu. Nếu thật sự á, hội gia đình Tà Am lừa đảo là người ta đang nói nhắm đến những người đang sống trong thiền em bên bờ vũ trụ, trong tỉnh Thất Bồng Lai. Còn Minh Tùng nó không có hộ khẩu trong cái thiền em bên bờ vũ trụ đó, hiểu chưa Minh Tú? Ở đó mà tào lao tự nhiên cái thằng đập đầu xe ôm sao không lấy mẫu xét nghiệm nó nhỉ? Ui kỳ vậy, rồi hiểu làm sao, hay là muốn 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 người ta hiểu như thế nào, hiểu xấu về cơ quan chức năng nữa hay sao, đúng không? Những cái tai này là vậy đó cả nhà, cứ phát thì thông tin gì là phải định hướng làm sao cho con nhang đệ tử á, là hiểu xấu về cơ quan chức năng nó mới chịu. Trong khi cái chuyện Minh Tùng ví dụ mà có lên tiếng nói về những cái sự thật, những cái góc khuất của hội Dình Tà Am đó, thì là nói về cái tính tình hay là những cái gì góc khuất của ông Lê Tùng Vân kìa, đúng không, của những người trong thiền am kìa. Mắc mớ gì mà phải xét nghiệm Minh Tùng trong cái đợt ngày 24 tháng 9. Nhưng mà thôi, cái status đó mình đọc cho cả nhà nghe để hiểu, để biết làm sao á, là anh chàng Minh Tú này nè, anh chia sẻ cái bài ở một đằng mà anh giải thích một nẻo. Bởi vì rõ ràng trong cái bài bài đăng của một cái người tên là Mai Trung này á, là người ta show một cái giấy chứng nhận cái năm sinh của ông Lê Thanh Vân, tức là ông thứ năm đó, đúng không? Rồi rồi cái năm sinh đó có liên quan gì tới cái chủ mà lấy mẫu xét nghiệm gì của Minh Tùng, đúng không? Tự nhiên anh ta viết là Lê Thanh Vân em thứ năm của sư phụ, thằng đập đầu xe ôm cô là cô thứ tư nhận nuôi, sao bữa lấy mẫu xét nghiệm không xét nó luôn nhỉ? Nhiêu đó đủ hiểu rồi. Trong khi cái bài đăng của ông này thì người ta nói rằng là cụ Lê Thanh Vân và cụ Lê Tùng Vân có phải một người không ha. Kiểu như là họ đặt nghi vấn là ông Lê Thanh Vân với lại Lê Tùng Vân có phải là một người hay không. Và dưới này còn hỏi thêm là tôi nói trước là không nghiên cứu không rõ về thiền am bên bờ vũ trụ, nhưng sau khi lượm lặt trên mạng bốn văn bản giấy tờ, tôi có cảm giác hai người này là khác nhau hoàn toàn. Thì anh trai cái dạng như là
là đứng về bên phía Thiền Am đó, nhưng mà giả bộ đặt những câu hỏi vu vơ thôi. Giả ai cũng biết là ông thứ năm là ông Lê Thanh Vân, là em của ông Lê Tùng Vân thôi. À, nhưng mà họ giả vờ đặt những cái câu hỏi ngu ngơ vậy đó. À, rồi anh ta viết tiếp á, là thứ nhất, ở tuổi cao thì người già thường sẽ không thay đổi tên lót, cho nên Thanh và Tùng sẽ khác nhau. À, đâu có ai nói là ông Lê Thanh Vân với ông Lê Tùng Vân là một đâu. À, nhưng mà anh ta đặt cái nghi vấn vậy á để dẫn dụ, để dẫn cái cho mọi người xuống để hiểu về cái giấy khai sinh của ông Lê Tùng Vân sinh năm 1945 là nó không có căn cứ đó cả nhà. À, đây thì anh ta nói là thứ hai nữa là sinh năm 1944 sẽ khác năm 1932. Thứ ba là cũng là quan trọng nhất, là chữ ký của hai người này khác nhau hoàn toàn, bởi vì anh ta show ra cái một cái đơn gọi là đơn xin gặp mặt. À, rồi thứ tư, hai người này có nơi cư ngụ hay hộ khẩu thường trú là khác nhau. Đây thì anh ta show cái đơn xin gặp mặt. À, kính gửi ban giám hiệu trường giáo dưỡng số 4, tôi tên Lê Thanh Vân, sinh năm 1944. À, tức là anh ta muốn nói rằng á là ông Lê Thanh Vân này, tức là ông em thứ năm của ông Lê Tùng Vân á, là sinh năm 1944, mà tại sao người anh lại sinh năm 1945, đúng không? Đó là chủ yếu là cái nội dung như vậy. Bởi vì trong cái bản cái đơn xin gặp mặt này á, thì có chữ ký của ông Thanh Vân nè, ký ngày 2 tháng 12 năm 2020, 2001 nè. Đó là đơn xin gặp mặt là xin gặp Lê Thanh Minh Tùng nè, sinh năm 1985 rồi đó. Đó, đúng không? Vậy thì cái nội dung cái bài viết của cái người tên là Mai Mai Tùng này đó, là người ta muốn nói về cái năm sinh của ông Lê Tùng Vân với lại ông Lê Thanh Vân, và kiểu như là đính chính lại là cái năm sinh của ông Lê Tùng Vân năm 1945 là sai sự thật đó. Nhưng mà anh chàng Minh Tú á, ổng chia sẻ cái bài viết này một đường mà ổng nói một nẻo. À, nhưng mà nếu mà nói về cái nội dung của anh chàng Mai Tùng gì nè, thì chúng ta phải hiểu như thế này. À, cái chuyện mà ông Lê Thanh Vân để sinh năm 1944, rồi ông Lê Tùng Vân mà nếu như ha, nếu như mà sự thật ổng có phải sinh năm 1945 thì thật sự cũng không có gì phải gọi là ngạc nhiên. Bởi vì rõ ràng cái thời địa điểm, cái thời kỳ mà ông Lê Tùng Vân, Lê Khánh Vân rồi đó, thường xuyên đã thay đổi năm sinh để tránh quân dịch. Chúng ta phải hiểu một cái điều là như vậy. À, ông Lê Tùng Vân này đã có tiền sử là chuyên môn là thay tên đổi họ, thay đổi năm sinh để không có bị người ta yếm đối, hay là để tránh quân dịch này kia cái nọ ngày xưa đó, thì chúng ta quá rành rồi. Cho nên á, cái năm sinh này thật sự không có nói lên được nhiều ý nghĩa. À, cho dù là cái năm thật của ông Lê Tùng Vân năm 1945 đi, thì cũng không có đồng nghĩa là năm ông Lê Thanh Vân sinh năm 1944 là nó đúng đâu, nó sai cũng không chừng nữa, đúng không? Bởi vì nếu mà một người làm giả thay đổi năm sinh được thì người kia cũng làm được, bởi vì trong cái gia đình, trong cái anh em mà người ta đã có cái chủ đích như vậy rồi, thì cái việc mà thay đổi thì đâu có gì dễ dàng, đâu có gì khó khăn đâu, đúng không? À, cho nên nếu như thật sự ông Vân sinh năm 1945 thì ông Lê Thanh Vân này sinh năm 1944 nó không có cái gì gọi là chắc chắn cả. Không có chắc ông kia nào sinh năm 45, mà cũng không có đồng nghĩa là chắc chắn ông này sinh năm 44 luôn nữa. Thật sự là như vậy, đúng không? Còn nếu như mà để nói rằng một cái con người lụm cụm nằm một chỗ như ông Lê Tùng Vân là phải từ trên 90 tuổi trở lên, thì cái giải thích đó hôm trước mình đã nói rồi, nó hoàn toàn thiếu căn cứ. Bởi vì mỗi tạng người nó sẽ có một cái mức độ biểu hiện ra bên ngoài hoàn toàn khác nhau, đúng không? Đôi khi có những người á 70, 80 tuổi nhưng mà thấy rất là khỏe khoắn. À, có thể là do chế độ ăn uống, do suy nghĩ, không có bị stress, không có bị lo lắng gì đó, hay là làm những công việc nhẹ nhàng, thì người ta sẽ có cái thấy thấy bề ngoài người ta còn khỏe mạnh, trẻ trung hơn, à, ăn uống đầy đủ rồi đó. Còn những cái người nhiều khi là lao động tay chân, rồi phơi nắng dầm sương, hay là ăn uống khó khăn thiếu thốn này kia cái nọ, thì đương nhiên những người đó phải phải già hơn so với những người kia đồng trang lứa mà người ta sung sướng đó. Cho nên á, biểu hiện ra bên ngoài không thể nào nhìn vào cái số tuổi mà đoán chính xác được hết, đúng không? À, cho nên á, cái chuyện mà ông Lê Tùng Vân có sinh năm 1945 hay không, hay là 1932, hay là ông này sinh năm 1944, thì hoàn toàn nó không nói lên nhiều ý nghĩa. Cái quan trọng ở đây, quan trọng nhất ở đây là cái kết quả xét nghiệm ADN là có thật là ông Lê Tùng Vân có quan hệ huyết thống hay không. Cái đó mới là chính xác, đúng không? Phân viện khoa học hình sự người ta đã kết luận rồi, thì chạy trời không khỏi nắng. Chứ đừng có nói mà cứ đem cái năm sinh ra
khè nói là ổng phải sinh năm 32, ổng già cả, ổng trên 90, ổng bị phạt tù như thế này là không nhân văn này này kia kia nọ. Anh có quyền, đúng không? Anh có quyền làm đơn có thể là xin hoãn thi hành án do tuổi cao sức yếu, do già cả bệnh tật gì đó, nhưng mà quan trọng là phải đưa ra được cái bằng chứng, đó là những cái giấy xét nghiệm, giấy kiểm nghiệm hay là những cái chứng thực từ bên phía cơ quan y tế, chứ không phải là nói miệng. Nhiều khi giả bộ nằm dài đó, trời tôi mệt quá tôi không đi nổi, tôi bệnh hoạn quá trời, cho nên không 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 thể mà chấp hành thi hành án được, vậy đâu có được. Quan trọng á, là phải có chứng cứ chứ, với lại á không có khè cái năm sinh ra được, thật sự là như vậy ha. Cho nên hôm nay cái thông tin này cũng khá là vui, một người đã lục ra được cái năm sinh của ông Lê Thanh Vân, để bắt đầu phản bác lại, nói rằng cái thông tin ông Lê Tùng Vân sinh năm 1945 là nó không có căn cứ. Nó là vậy đó cả nhà. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.